Đảng bộ huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Sau nửa nhiệm kỳ, Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 17. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giáo dục lý luận chính trị, truyền thống cách mạng trên địa bàn huyện được quan tâm, từng bước đổi mới, nâng cao phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ được nâng lên. Mô hình chi bộ kiểu mẫu bước đầu đạt nhiều kết quả, là điểm sáng trong công tác xây dựng đảng, tạo sức lan tỏa quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt khá, thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 39,4%. Các chương trình đột phá, các đề án cụ thể hóa những chủ trương của nghị quyết được thực hiện, bước đầu đem lại hiệu quả. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành có nhiều khởi sắc. Thương mại, dịch vụ phát triển, công nghiệp xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quy hoạch được chú trọng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới, văn hóa xã hội được quan tâm, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư đồng bộ. Công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả nổi bật, huyện là vùng xanh của thành phố với nhiều mô hình cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm. Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản có chuyển biến rõ nét, từng bước đi vào nền nếp. Quốc phòng quân sự địa phương được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, kỷ cương kỷ luật hành chính được tăng cường, cải cách hành chính được chú trọng gắn với chuyển đổi số, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận biểu dương các kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Hòa Vang thời gian qua, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, giải pháp hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện hiện nay. Đồng thời, đề nghị thời gian đến, Đảng bộ huyện Hòa Vang tiếp tục phát huy nhân rộng các kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, quyết liệt các giải pháp để phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đề nghị các đồng chí quan tâm, thứ nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, bản lĩnh, trình độ và khát vọng vì sự phát triển của Hòa Vang. Trong đó vấn đề khát vọng là một cái yếu tố cần hết sức lưu ý trong giai đoạn hiện nay. Tìm lại những cái máu lửa trong phong trào thi đua của huyện Hòa Vang như một cái giai đoạn trước đây, bây giờ là rất cần thiết. Trước đây nhắc tới Hòa Vang là nhắc tới thi đua, nhắc tới những phong trào thi đua rất là máu lửa, có một sự ganh đua hết sức là tích cực với nhau để mà cùng đồng hành với nhau tiến bộ, chứ không phải là để hân thua với nhau. Nhưng mà tôi cũng có cảm nhận là cái sự máu lửa đó hiện nay nó có cái gì đó nó phai nhạt và nó không còn giữ được cái chất như ngày xưa nữa. Thì khát vọng cho đội ngũ cán bộ hiện nay tôi nghĩ là một cái mục tiêu rất quan trọng trong công tác tuyên giáo hiện nay, thì đề nghị các đồng chí hết sức chú ý trong cái lĩnh vực này. Nhân hội nghị này, tôi đề nghị Đảng đoàn Hội đồng Nhân thành phố, Ban cái sự Đảng, Ủy ban Nhân thành phố phối hợp rà soát, đánh giá tổng thể việc cụ thể hóa tính hiệu quả của các nghị quyết, cơ chế chính sách đã được ban hành liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian vừa qua. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề xuất những nhiệm vụ giải pháp từ đây đến cuối nhiệm kỳ để tạo động lực cho huyện Hòa Vang phát triển một cách bền vững, mang tầm vóc của một đô thị sinh thái giàu bản sắc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Đảng bộ huyện Hòa Vang tiếp tục phát huy đoàn kết, làm tốt công tác phát triển kinh tế xã hội, tập trung nguồn lực, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, tiên phong trong phát triển kinh tế tập thể, tích cực giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng cho các công trình động lực trọng điểm trên địa bàn, chú trọng an sinh xã hội, giáo dục, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo tồn văn hóa, truyền thống, sản phẩm ô cốp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, tập trung xây dựng huyện Hòa Vang đạt chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2024 và phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2025.